Đấy đi. OK nhé. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho Hiền một cái chủ đề liên quan đến việc là Hiền được giao một cái nhiệm vụ là phải chăm sóc fanpage cho cơ quan, đúng không? Và hiện nay thì cái việc này cũng rất nhiều người cũng sẽ phải làm cái công việc này, chăm sóc fanpage cho công ty, cho cơ quan, rồi cho các tổ chức. Thí dụ như là ở cơ quan mình thì là trường học thì cũng có fanpage. Ở chỗ cơ quan Hiền thì là bệnh viện cũng có fanpage, rồi các công ty cũng có fanpage. Thì bây giờ khi mà phát triển nội dung cho một cái fanpage thì người ta sẽ phải làm gì và làm như thế nào? Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn nó cụ thể luôn, cộng với lại mình sẽ lấy những cái ví dụ liên quan đến cái sản phẩm của em, dịch vụ của em. Thì để mà chăm sóc một cái fanpage, đấy, để chăm sóc một cái fanpage thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến một số như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ lập kế hoạch chăm sóc fanpage. Chúng ta sẽ lập kế hoạch chăm sóc fanpage. Thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn các định dạng bài đăng. Đấy. Lựa chọn các định dạng bài đăng. Thứ ba là chúng ta sẽ phát triển các nội dung và chủ đề. Thì tí nữa ta sẽ đến từng cái hạng mục này ta sẽ phát triển thêm, đúng không ạ? Thứ tư là để mà làm được nội dung hay hấp dẫn thì cái người làm nội dung thì phải có các phần mềm hỗ trợ, và quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng các phần mềm này. Đấy. Ví dụ như là em không biết làm Photoshop chẳng hạn thì chắc chắn là rất khó để có thể làm được hình ảnh đẹp. Mà không làm được hình ảnh đẹp thì rõ ràng là chăm sóc fanpage nó sẽ bị là một cái hạn chế, hay là chẳng hạn như video, đúng không? Bởi vì nội dung bây giờ thì nó chỉ có một số những cái định dạng như vậy. Đấy, rồi ta sẽ lập một cái thời khóa biểu hay là lịch trình đăng bài. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho em, sau đó thì em sẽ phải tự làm cái thời khóa biểu này. Đấy, như vậy là em có thể gửi cho lãnh đạo là duyệt trước cả tháng. Duyệt trước cả tháng. Trong một tháng thì có 4 tuần, trong một tuần thì có 5 ngày hay 6 ngày làm việc, thậm chí là 7 ngày vì chủ nhật em nghỉ, nhưng em vẫn có thể để chế độ đăng đăng tự động. Tự động. Tăng tự động đấy. Sau đó thì em thiết lập các chỉ số đo lường và đánh giá các bài đăng. Đấy, ví dụ như là tháng vừa rồi em đăng bao nhiêu bài, mỗi bài bao nhiêu view, tổng tăng bao nhiêu like, vân vân, thì thầy sẽ chi tiết hóa cho em. Thì trong cái thời gian mà khoảng độ từ lúc em nhắn đến bây giờ thì thầy đã chuẩn bị được cái mind map như này. Đấy, tất nhiên là bây giờ thầy sẽ vừa giảng, vừa chia sẻ, vừa hướng dẫn, và đồng thời thầy sẽ phát triển thêm các ý cho em, được chưa ạ? Đầu tiên ấy là em cần phải lập một cái kế hoạch chăm sóc fanpage theo yêu cầu của lãnh đạo. Đấy, theo yêu cầu của lãnh đạo thì bây giờ em cần chăm sóc như nào, em phải hiểu được mong muốn của sếp nói là cái gì. Đấy, thì em cần phải hỏi kỹ, đúng không ạ? Định hướng. Thậm chí nếu mà sếp bảo là sếp không có định hướng thì mình sẽ đề xuất định hướng của mình cho sếp luôn. Chẳng hạn như là phát triển cái fanpage này. Vâng, thầy cứ nói đi ạ. Đấy, chẳng hạn như là phát triển cái fanpage này với cái mục tiêu gì, với những cái chỉ số đo lường và đánh giá như thế nào. Nếu mà sếp có là tốt, em cứ tập trung ghi chép thôi, không phải ghi lại đâu, thì thầy sẽ quay lại màn hình thầy gửi cho. Thầy đã quay lại màn hình rồi, tí thầy sẽ gửi cho nhá. Thì thường ấy thì là mình sẽ yêu cầu là lãnh đạo trực tiếp của mình là bây giờ sếp muốn gì, sếp nói cho em một số những cái chủ trương, quan điểm, cái gì em được làm, cái gì không được làm. Đấy, mình phải ghi ở đây cái gì được làm và cái gì không được làm. Bởi vì đôi khi là mình rất là nhiệt tình, mình rất là muốn làm nhiều thứ, thế nhưng mà cơ quan nhà nước rồi thì những cái công sở thì đôi khi có những cái là mình
cũng không biết là có thể đăng tải được hay không. Đấy, những cái tiêu chuẩn rồi nhận diện thương hiệu đúng không? Đấy, nếu mà sếp có là tốt, còn sếp không có thì em sẽ đề xuất với sếp, tức là em giống như em lên em bảo vệ. Đấy, em thể hiện em là một người rất là có năng lực, em bảo là bây giờ em sẽ làm như thế này như thế này. Đấy, nội dung em sẽ làm như này, chủ đề em sẽ làm như này, thì từ cái mind map này của thầy em hoàn toàn phải viết lại thành Excel hoặc là thành PowerPoint em lên em trình chiếu. Giống như là em đi thuyết trình, em nhận cái công việc đó, em làm và để cho người ta thấy rằng là em rất là có năng lực. Rồi tiếp tục đến bước tiếp theo là em cần phải phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, người nghe, người đọc, người xem là ai. Trong trường hợp này của mình là fanpage của bệnh viện, thế thì rõ ràng là mình muốn truyền thông tới những cái khách hàng mục tiêu là các bệnh nhân hoặc là thậm chí là những người khỏe mạnh. Bởi vì là những người khỏe mạnh thì sau này người ta cũng sẽ ốm đau, đúng không? Thì người ta sẽ biết đến bệnh viện của mình, người ta biết đến cái các phòng, các khoa, các dịch vụ của mình. Thì mình ghi rõ ra, đúng không ạ? Thì mình ghi rõ đối tượng của mình là những người dân từ 18 tuổi đến 60 tuổi ở khu vực là tỉnh nhà mình. Nhà mình ở đây là tỉnh Thanh Hóa, đúng không? Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đúng không? Đó. Thế thì sau này nhá, mình sẽ phải chia thành các nhóm. Đấy là mình khi mà mình làm truyền thông ấy, là mình phải chia thành các nhóm. Ví dụ như em các cái nhóm bệnh lý cho người già thì cái cách truyền thông của em nó phải rõ ràng, đơn giản và phải chậm rãi. Thế nhưng mà cái dịch vụ cho người trẻ, thí dụ như là thai sản chẳng hạn, Hiền hiểu ý không? Thì thai sản thì chỉ có người trẻ, rất là ít khi người già, thì cái nội dung nó có thể vui vẻ hơn, nó có thể hài hước hơn, nó có thể nhanh hơn. Đấy, mặc dù là cùng là đối tượng là bệnh nhân nhưng mình phải chia ra. Đấy, mình chia thành chủ yếu là chia thành các cái nhóm bệnh lý. Đấy, rồi hoặc là mình chia thành các cái nhóm tuổi. Thì để mình có được những cái phương pháp truyền thông nó đa dạng. Từ đó là mình sẽ có được phương pháp truyền thông đa dạng. Được chưa ạ? Truyền thông đa dạng. Đấy, theo nhóm tuổi hoặc là theo từng sản phẩm dịch vụ. Nhưng mà vẫn mang được cái màu sắc, vẫn mang cái màu sắc và cái phong cách truyền thông của mình. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ có một cái phong cách truyền thông rất là sáng tạo, rất là vui vẻ, rất là dễ thương và rất là nghiêm túc, bởi vì đây là bệnh viện, đúng không ạ? Thế nhưng mà chẳng hạn như là em có thể xem những cái video trên YouTube ấy. Thầy nói thí dụ đây, những cái video người ta hướng dẫn là cái quá trình thụ thai như thế nào, hay là cái quá trình phá thai như nào, người ta dùng những cái đồ họa như vậy rất là đẹp, và xem như vậy thì rõ ràng em không thể làm được những dạng video như vậy, bởi vì nó đòi hỏi cái phần mềm đồ họa rất là mạnh về 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 cái chuyện làm thiết kế hoạt hình. Đấy, thế thì mình có thể là lấy những cái video như vậy ở trên mạng về mình Việt hóa rồi mình ghi bản quyền có được không? Đấy cũng là những cái hướng mà mình có thể làm. Xin lỗi là mình đang đóng cái cửa cái ồn quá. Tiếp tục nhá. Cái này nó là cái nguyên lý này, bởi vì em là chuyên khoa về em là bác sĩ hay là em là một cái người làm việc trong lĩnh vực y tế, thế thì đôi khi em không dành về vấn đề về truyền thông hay là em không biết có những cái kỹ thuật về truyền thông, nhưng mà ưu điểm lớn nhất của em là người làm việc trong lĩnh vực y tế nên em có yếu tố về chuyên môn. Bởi vì khi truyền thông trong cái lĩnh vực về chuyên môn này thì bắt buộc cái người truyền thông nó phải có chuyên môn. Bây giờ người ta học kỹ thuật truyền thông thôi, người ta học cái kinh nghiệm truyền thông thôi nhá. Rõ ràng là mình vẫn là bệnh viện, nhưng mà trong bệnh viện thì nó có rất nhiều dịch vụ và đối tượng tuổi của nó cũng là từ trẻ đến lớn, đúng không ạ? Thì mình cứ chia thành các nhóm tuổi ra, chia thành các cái nhóm bệnh lý ra và để mình có những phương pháp truyền thông. Đấy là lý do tại sao mà ta cần phải biết đối tượng mục tiêu của ta là ai và yêu cầu của sếp là gì, thì ta làm mới tốt. Thứ nhất là hài lòng với sếp, thứ hai nữa là nó đạt được cái kết quả truyền thông cho mình. Đồng ý không ạ? Tiếp theo là bây giờ em phải xác định được cái là nội dung truyền thông chủ đạo là gì, đúng không ạ? Nội dung truyền đạo thì cụ thể ở đây là chẳng hạn như là mục tiêu của sếp đưa ra
là truyền thông về các dịch vụ mà bệnh viện đang có, đúng không ạ? Bên bệnh viện của em bây giờ có bao nhiêu dịch vụ, có bao nhiêu bác sĩ, đấy, trình độ, đúng không ạ? Các bác sĩ, đội ngũ y tá, đấy, đội ngũ y tế của bệnh viện. Ví dụ như trong viện mình, ví dụ như trong viện mình có một tiến sĩ, có một bác sĩ, có một cái người làm chuyên khoa rất là giỏi, thì mình có thể lăng xê bác ấy lên, lăng xê cái thầy thuốc đấy lên để làm một cái ngôi sao và hút cho bệnh viện. Có khi là nhờ cái ngôi sao đấy cho nên là cái doanh số của bệnh viện nó tăng lên, có đúng không ạ? Đấy là một cái phương pháp rất là tốt. Tất nhiên là mình phải xin ý kiến bệnh, mình phải xin ý kiến giám đốc bệnh viện, mình phải xin ý kiến của cái bác sĩ đó, và đây là mình đưa vào một cái kế hoạch đấy. Thì chẳng hạn như mình có một cái ngôi sao trong lĩnh vực mổ tim, hay là ngôi sao trong lĩnh vực mổ đẻ phẫu thuật, hay là trong cái lĩnh vực về các cái bệnh lý khác, thì mình có thể lăng xê các bác sĩ lên bằng cách là gì? Bạn em sẽ có một cái kế hoạch, em chụp hình các bác sĩ đấy, em chụp hình các bác sĩ, em không biết chụp nhưng em lên kế hoạch thì em có thể thuê nhiếp ảnh gia đến chụp để làm cái banner, làm những cái hình ảnh, làm những cái video sau này xuất hiện ở trên fanpage, xuất hiện ở trên website của bệnh viện, trông nó rất là chuyên nghiệp. Thí dụ như em vào những bệnh viện lớn như là Tâm Anh này, hay là Hồng Ngọc này, hay là Vinmec này, em sẽ thấy là cái cách mà họ viết bài, cái cách mà họ sử dụng hình ảnh video nó rất là chuyên nghiệp, nó rất là đẹp, rất là lịch sự, đúng không? Và như vậy nó sẽ tạo được cái lòng tin cho bệnh nhân. Đấy, nó sẽ tạo được cái lòng tin cho bệnh nhân. Đấy, ok nhá. Nội dung truyền thông chủ đạo là gì? Các dịch vụ mà đang có này. Đấy, rồi kèm theo cả các mức phí này. Đấy, các mức phí. Đấy, rồi thì quy trình. Quy trình phục vụ, chất lượng. Đấy, cam kết về chất lượng. Thì chẳng hạn nhé, bây giờ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa bây giờ muốn làm cho bà con biết rằng là bệnh viện đã thay đổi rất nhiều rồi, cơ sở vật chất đẹp, máy móc trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ càng ngày được nâng cao về trình độ chuyên môn, đấy, giỏi về chuyên môn, nâng cao về tay nghề, rồi thì đạo đức tốt, quy trình thì rất là nhanh chóng, thời gian chờ đợi thì rút ngắn, kết quả thì chính xác. Đấy, những cái như vậy là chúng ta sẽ phải đưa vào truyền thông cho bệnh viện của chúng ta. Và chúng ta lăng xê đội ngũ bác sĩ, ta lăng xê đội ngũ y tá, ta lăng xê tất cả mọi cái dịch vụ của chúng ta lên. Và chúng ta, đặc biệt là chúng ta cũng sẽ phải cần nhận diện thương hiệu, đúng không ạ? Nhận diện thương hiệu cho bệnh viện và tạo được cái ấn tượng, tạo ấn tượng và lòng tin cho bệnh nhân. Đấy, để làm sao mà họ tin tưởng là họ muốn đến đây. Tại sao họ lại đến những cái chỗ phòng khám tư? Là bởi vì ở phòng khám tư thì dịch vụ rất là nhanh, không phải chờ đợi. Bác sĩ là người ta khám là để lấy tiền, đút túi vào người ta, nên là người ta chăm sóc bệnh nhân, người ta hỏi han rất kỹ lưỡng. Vâng, thế thì vậy thì bệnh viện mà chúng ta muốn cạnh tranh được, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải yêu cầu là bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng hơn, hỏi han kỹ hơn. Rồi thì bệnh nhân đi khám về thì thông qua fanpage, thông qua Facebook, thông qua Zalo, em có thể yêu cầu là chăm sóc bệnh nhân, hỏi han bệnh nhân, nhắc bệnh nhân uống thuốc. Thế thì từ tất cả những cái yếu tố như vậy thì bệnh nhân sẽ cảm nhận được rằng là có những cái sự thay đổi rất đáng kể, và cái hoạt động truyền thông của mình nó mới trở nên hiệu quả. Và hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì cái lượng khách hàng nó sẽ gia tăng đáng kể hơn. Đấy. Đây là trả lời cho câu hỏi thứ ba là chúng ta sẽ truyền thông cái nội dung chủ đạo là gì, được chưa ạ? Rồi, đấy. Các sản phẩm và dịch vụ cụ thể cần truyền thông là gì? Cái nội dung tiếp theo thì ở đây, bệnh viện đa khoa thì bên em đang có những khoa gì, và tập trung ưu tiên truyền thông đều hay là truyền thông ưu tiên cho một vài cái nhóm dạng ngôi sao? Hiền hiểu ý không? Thí dụ như là em đợt này em sẽ tập trung vào các bệnh truyền nhiễm, như là bệnh sốt xuất huyết chẳng hạn,
nó đang đang dịch sốt xuất huyết nhiều, thì em sẽ có thể tập trung một tuần hai tuần em truyền thông cho bệnh sốt xuất huyết, hay là nó đang vào mùa này là mùa mà mùa sinh nở. Tất nhiên sinh nở nó sinh nở quanh năm thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái tháng nó sinh nở nhiều hơn do cái thời điểm người ta kết hôn. Đấy, thế thì mình sẽ truyền thông rằng là muốn đẩy mạnh cái truyền thông về cái dịch vụ sinh đẻ trọn gói tại bệnh viện của mình, hay là lăng xê các bác sĩ lên vân vân, thì em cần phải liệt kê nhá. Cái này thầy không biết đâu, cái này thầy là chỉ đưa cho em cái gợi ý thôi. Em cần có kế hoạch rồi. Dạ Sản phẩm gì hay là dịch vụ gì? Đấy nhá, cái này em có thể làm theo tuần hoặc theo tháng. Theo tuần, tuần hoặc theo tháng. Đấy, có thể là cái tháng 11 em tập trung vào là truyền thông về 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 cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ. Đấy, các bài viết của em sẽ xoay quanh chuyện đó. Em chưa nói về dịch vụ. Rồi, thế nhưng mà cái tháng 12 em bắt đầu em truyền thông nào. Tập trung vào tháng này em sẽ tập trung vào làm về khám đa khoa, chuyên khám. Đấy. Xong ngày tháng 1 sang năm thì em sẽ tập trung vào các cái bệnh mãn tính, hay là tháng 12 em sẽ tập trung vào các cái bệnh hiểm nghèo vân vân, được chưa ạ? Thì cũng có thể là theo thời gian này, theo chủ đề này, theo nhóm bệnh lý này, hoặc là theo bệnh, theo dịch vụ cụ thể. Thì cái này em lên kế hoạch em tự quyết định. Đấy, thì với mỗi một cái sản phẩm hoặc một dịch vụ như vậy thì em phải xác định là sẽ viết bao nhiêu bài, viết những cái chủ đề vây quanh như thế nào, đúng không? Thí dụ nha, thầy nói thí dụ bây giờ em nói về bệnh tiểu đường, đây thầy nói thí dụ. Thế thì bây giờ tiểu đường thì em sẽ đã viết bài là các nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường, nguyên nhân là do gen, nguyên nhân do di truyền, nguyên nhân do ăn uống, nguyên nhân do tập luyện, nguyên nhân do môi trường. Rồi em viết một cái bài thứ nhất là các nguyên nhân, nhưng bài thứ hai em vẫn nói về tiểu đường, là các cái cách sinh hoạt để giảm cái nguy cơ, giảm cái rủi ro về 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 tai biến, hay là giảm những cái nguy cơ mà do bệnh tiểu đường gây ra. Thì ví dụ như phải ăn ít tinh những biến bột chứng. và biến chứng đấy, đúng không? Phải ăn ít tinh bột, phải ăn ít thịt mỡ, rồi hay là phải ăn ít đường, ăn ít kẹo, phải tập thể dục đấy, phải không uống nước ngọt vân vân. Thế xong là cái thứ ba nữa là bây giờ các loại thuốc để điều trị tiểu đường. Thế thì riêng cái chủ đề tiểu đường thôi em có thể viết đến 10 bài, 20 bài. Đó, chứ không phải là em hôm nay em viết bài tiểu đường là xong. Là mai thì em lại viết sang cái bài mới, không cần, đúng không ạ? Một cái bệnh lý nó có thể em phải khai thác rất là sâu. Đấy. Hay là bệnh sốt xuất huyết thì bây giờ nguyên nhân rồi triệu chứng rồi kết quả rồi làm thế nào để khắc phục. Đấy. Rồi thì tại sao có những cái trường hợp mà bị tử vong do sốt xuất huyết, là bởi vì do hồng cầu hay bạch cầu nó quá thấp, hay là do gia đình chủ quan vân vân. Thì nếu gặp phải vấn đề đấy thì phải đến bệnh viện ngay, phải đến gặp bác sĩ ngay, mà tốt nhất là lên bệnh viện tuyến đầu, bởi vì thầy nghĩ rằng là mình cũng đang truyền thông để thứ nhất là làm thương hiệu, thứ hai là tăng uy tín, và cũng nhằm một cái mục tiêu nữa là chúng ta gia tăng cái doanh thu cho bệnh viện, bởi vì xu hướng bây giờ cũng sẽ là xu hướng là người ta các cái bệnh viện công là cũng đã tự chủ về tài chính rồi, đúng không? Đấy, thì cũng cải thiện được thêm cái thu nhập cho các đội ngũ y bác sĩ, và thầy nghĩ rằng là cái lý do đấy là rất là chính đáng đó. Thì em bắt đầu nhá, em lại đưa ra đấy theo sản phẩm và theo dịch vụ hoặc là thuốc, đúng không ạ? Ví dụ như là em có thể truyền thông về các loại thuốc, em kết hợp với các đơn vị thuốc, thì thầy nói với Hiền là các cái nhà phân phối thuốc, các cái nhà nhập khẩu thuốc thì lợi nhuận của họ rất là cao. Thế thì ví dụ như em lăng xê một vài cái dòng thuốc lên trên trang chủ của bệnh viện, thì em có thể kết hợp với họ, em bảo họ tài trợ cho em các cái một số những cái sản phẩm khuyến mại. Đấy là những cái mẹo để làm cho nội dung nó sẽ hay. Đấy, rồi thì em cũng có thể là yêu cầu họ tài trợ cho mình một số tiền để mình làm nội dung cho họ, hoặc là họ cũng có thể thuê những cái đơn vị khác họ sản xuất những cái video nội dung hình ảnh để về cái sản phẩm đó và đưa cho mình để mình đăng. Đấy. Nhá, thì có thể là lời khuyên đây là kết hợp với nhà nhập khẩu, đấy, nhà phân phối.
để làm nội dung tốt hơn, đúng không? Đấy là một cái một vài cái gợi ý. Thí dụ như là xin chương trình khuyến mại có thể giảm giá 50%, hoặc là xin quà tặng. Ví dụ như em có thể tạo ra chương trình hỏi đáp về thuốc, về một cái loại thuốc nào đó, sau em đặt đáp án ABCD để làm gì? Để tăng cái lượng tương tác lên, đúng không? Khi mà người ta tương tác với mình và bảo là thuốc này chữa bệnh gì, A, bệnh 1, B, bệnh 2, C, bệnh 3, D, bệnh 4, thì người ta tích đúng, thì là những người tích đúng và chia sẻ nhiều thì sẽ nhận được quà tặng là chính là cái thuốc đấy. Thì em xin cái nhà, em xin cái thằng nó phân phối cho em. Rất là thông minh. Đấy là những cái ý tưởng mà để em làm marketing truyền thông. Tốt em nhá. Rồi, đấy là các sản phẩm và dịch vụ cho bệnh viện, ok chưa? Tiếp tục, đấy là phương pháp truyền thông trên fanpage là thế nào. Đấy, phương pháp truyền thông ở đây thì là mình sẽ sử dụng các cái phương pháp truyền thông là đa nền tảng, đúng không? Đa nền tảng, vừa website, vừa Facebook, vừa YouTube, nếu mà em mở thêm cả kênh đấy nữa. Còn nếu mà chỉ trên fanpage thôi thì ta sẽ nói là cái phương pháp truyền thông đấy là đa nội dung đấy, và theo thời gian thực, đúng không ạ? Đấy. Và truyền thông ở đây là theo cái dạng là sẽ là chia sẻ những kiến thức, chia sẻ kiến thức về bệnh lý, bệnh học hoặc là kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm để nâng cao sức khỏe. Và cái phương pháp truyền thông này có thể là được thực hiện bởi các chuyên gia. Cơ bản là em viết là chính, nhưng mà sẽ có những cái số em làm là được thực hiện bởi chuyên gia. Ví dụ em có thể đặt hàng, em xin ý kiến của giám đốc bệnh viện, em có thể đặt hàng các bác sĩ là bây giờ tháng 11 này tôi viết về cái chủ đề này. Thế bây giờ tôi đề nghị các bác sĩ chuyên khoa là mỗi người viết cho tôi một hoặc hai bài với một cái khối lượng là chẳng hạn như là dài 1.000, 2.000 ký tự. Đấy, và mô tả. Nếu còn cái chuyên môn của họ thì họ tự làm, mình không quan tâm. Mình chỉ yêu cầu là họ viết cho mình 1.000, 2.000 từ. Và sau đó thì mình sẽ đăng cái bài đó và dưới cái danh nghĩa của cái bác sĩ đó trên cái fanpage của mình. Và một cái bài viết như vậy rất là chất lượng. Đấy, vì các bệnh viện khác sẽ rất là khó để làm được việc đấy, đúng không? Thậm chí tất nhiên là bác sĩ người ta cũng sẽ không hài lòng. Người ta bảo bây giờ tôi đi khám bệnh đã mệt quá rồi, thì bây giờ lại bắt tôi viết bài nữa thì nó mệt quá, đúng không? Thế nhưng mà mình phải xin ý kiến của giám đốc bệnh viện và phải thống nhất là bây giờ các chuyên gia người ta đăng bài như thế thì nó mới chấp nhận. Có bên em là hàng tháng là cũng mỗi một khoa phòng là sẽ có các bác sĩ và viết nội dung thì của bài đăng nội dung của khoa phòng đấy, để cho bọn em chỉnh sửa lại một chút về nội dung câu từ cho nó hoàn chỉnh, rồi xong rồi đăng lên trên fanpage đấy ạ. Rồi em cũng có thể thực hiện về live stream nhá. Tí nữa ta nói về phần định dạng, em có thể thực hiện. Ví dụ hôm nay em yêu cầu trưởng khoa live stream 30 phút đến 1 tiếng để mà chia sẻ với bà con, chia sẻ với các bệnh nhân về cái phương pháp phòng chống một cái bệnh dịch gì đó, đúng không? Ok, xong. Tiếp theo là cái định dạng mình làm nội dung gồm những cái gì. Đấy, ví dụ như là định dạng bài viết kèm hình ảnh, bài viết kèm video, bài viết dạng hình ảnh infographic, bài video thu gọn, bài phát sóng live stream, bài tư vấn của chuyên gia khách mời, chia sẻ cảm nhận của khách hàng. Ví dụ như bệnh nhân người ta khỏi, đúng không? Người ta đến khám xong rồi người ta khỏi bệnh, nên em vào em phỏng vấn người ta luôn. Em quay video em phỏng vấn, xong em cầm cái video em post lên trên Facebook rất là hiệu quả. Không ai nói giỏi nói tài bằng chính bệnh nhân. Tên tôi là gì, tôi bao nhiêu tuổi, tôi ở huyện nào, tôi vào đây thì được với cái triệu chứng gì, được bác sĩ chẩn đoán như thế nào, và tôi điều trị 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày trong bệnh viện thì thái độ của bác sĩ ra sao, bệnh tình của tôi đã đỡ như thế nào, cuối cùng thì tôi xin cảm ơn. Em cứ mô típ như thế thì em có video đăng lên thì
kênh của em lên rất mạnh. Hiền hiểu không? Đấy. Thế rồi thì em phải xin cả ngân sách nữa. Em phải tưởng tượng ra là ok, mình ăn lương của cơ quan rồi. Thế nhưng mà chẳng hạn thuê chụp ảnh thì mình phải trả tiền. Quay video biên tập thì mình phải mất công. Ví dụ thế. Hay là mình mua phần mềm hay mua cái gì đó. Hay là mình chạy quảng cáo. Đấy, thì mình cũng phải xác định là có thêm các ngân sách. Chứ không phải là chỉ có mỗi công xá của em là đủ đâu. Hoặc là em có thể truyền thông trên báo chí thêm. Nếu mà em kết hợp. Bởi vì chỉ trên fanpage không thì nó cũng sẽ không được nhanh. Thì mình đăng một bài trên báo chí thì cái lượt view nó rất là cao. Và cái kênh fanpage của mình nó sẽ được tăng lượt like, lượt share rất mạnh. Ok. Tiếp theo đến nội dung số 2. Đấy là các định dạng bài đăng phổ biến. Thì định dạng bài dạng là bài viết 100% text. Đấy, kèm hình ảnh. Trong hình ảnh thì nó có hình ảnh minh họa, ảnh đồ họa, ảnh infographic, đúng không? Ảnh chụp. Đấy, ảnh chụp. Và thường thường nhất ấy, thì tí nữa thầy sẽ dạy em cái cách là mình sẽ lấy ảnh ở trên mạng. Mình sẽ dùng Google Image. Mình sẽ dùng Google Image để mà mình tìm. Hoặc là mình dùng Bing Image để mình tìm. Hoặc là mình vào các cái trang. Vào các cái trang mà chuyên bán ảnh. Rồi, thế nào là trang chuyên bán ảnh? Đây, thí dụ nhá, mình sẽ vào đây. Làm ví dụ như là mình sẽ tìm, chẳng hạn em tìm một cái bệnh lý về tiểu đường đi. Rồi, đây thầy sẽ dạy cách. Thế em sẽ enter. Em sẽ bấm vào image như thế này. Đấy, thì nó ra những cái hình ảnh như thế này. Thế thì sau đó em sẽ chọn, hoặc là nó sẽ có một cái công cụ tên là Bing. Cũng như vậy, em search chữ tiểu đường. Tuy nhiên những cái từ em tìm bằng tiếng Việt ấy, những cái từ em tìm bằng tiếng Việt thì nó ra những cái hình ảnh nó sẽ không đẹp bằng những từ tiếng Anh. Hiền hiểu không? Thì em sẽ có kinh nghiệm này, em sẽ nên dùng công cụ tiếng Anh bằng cách là em vào Google Translate như này. Em đánh chữ tiểu đường. Nó là diabetes ấy. Đấy. Thế sau đó em sẽ dùng từ tiếng Anh như này em tìm. Hiền ạ. Thì nó sẽ ra được những cái từ, những cái hình ảnh đẹp hơn. Cộng với việc là em sẽ sử dụng cái công cụ tìm kiếm nâng cao. Đây này, em nhìn này. Ví dụ như em để ý công cụ tìm kiếm nâng cao này. Ở đây thường thì nó sẽ để chế độ Anysize. Tức là bất kỳ cái công cụ nào, bất kỳ cái hình ảnh nào. Thì em nên sử dụng những cái hình ảnh tối thiểu là phải có kích thước là medium, tức là trung bình. Hoặc là large là kích thước lớn. Thì vì sao lại như vậy? Vì khi mình tải cái ảnh về xong mình đăng lại lên thì cái ảnh nó sẽ đẹp. Hiền hiểu ý không? Em không nhìn thấy trên màn hình ạ. À, đây để thầy share lại cho. Thấy chưa? Rồi ạ. Ok. Đấy, thí dụ nha, bây giờ mình tìm cái từ tiểu đường. Thì mình không biết tiếng Anh mà nhiều khi mình cũng không biết tiếng Anh. Đấy, thì mình sẽ vào Google Translate. Mình đánh chữ tiểu đường vào đây thì nó sẽ ra cái từ khóa là diabetes. Thì mình sẽ copy cái từ khóa diabetes này, mình vào Google mình tìm cái từ khóa diabetes này thì nó sẽ ra bức ảnh. Trong các bức ảnh này thì mình sẽ chọn đến cái phần size thì mình chọn large, tức là chọn ảnh cỡ lớn. Tại sao phải chọn ảnh cỡ lớn? Thì khi cái ảnh này mình tải về thì mình đăng lên web của mình hoặc đăng lên Facebook của mình, nó ảnh nó không bị vỡ, nó vẫn đẹp. Đấy, hoặc là em vào Bing. Bing cũng như vậy. Bing là một cái công cụ tìm kiếm cũng rất là ít người dùng ở Việt Nam. Em search từ diabetes như thế này, em search chữ image thì nó ra rất nhiều các hình ảnh đẹp. Đấy, thì em bấm vào đây. Đấy, em có thể tải cái hình ảnh này về. Tại vì một trong những cái nội dung rất là quan trọng đối với làm web hoặc là làm fanpage, quản trị phát triển nội dung thì đó chính là hình ảnh minh họa. Thì các cái hình ảnh minh họa ở đây thì em có thể thấy là họ tìm được những cái ảnh có kích thước lớn, sau đó em tải, em bấm nút tải save image về máy tính của mình, sau đó em bắn logo vào, bắn logo của bệnh viện của nhà mình vào. Bắn logo bằng cách nào? Thì có thể em sẽ sử dụng cái công cụ phần mềm hôm trước thầy cho ấy, là em sử dụng cái công cụ phần mềm Canva.
Cái phần mềm này là cái phần mềm mà giúp em làm hình ảnh mà không cần phải hiểu về Photoshop. Em tạo tài khoản, sau em đưa lên. Ví dụ như em up một cái ảnh lên, sau đó em đưa logo lên, em chỉ việc đưa vào, sau em bắn text. Đây, thầy sẽ làm mẫu cho em xem. Đó, thì ví dụ như em có thể đưa ảnh lên, em có thể đưa ảnh lên bằng cách em up vào đây đó. Bây giờ em sẽ lấy một bức ảnh ở trên đây về, ví dụ như em nói về bệnh tiểu đường đúng không, em sẽ tải cái bức ảnh này về đấy, đặt vào đây. Sau đó thì em sẽ lấy một cái logo, ví dụ như là thầy sẽ lấy logo của công ty thầy sẽ xếp logo vào đây. Ok, bây giờ thầy sẽ sang Canva. Đây, thầy sẽ up video lên, up hình ảnh lên. Đây, bét này. Lên. Logo đâu? Rồi đấy, thí dụ nha, bây giờ em sẽ cầm cái ảnh này em kéo vào đây đấy. Tất nhiên em biết làm Photoshop là rất tốt, còn nếu em không biết làm thì em dùng phần mềm Canva như này. Giả sử đây là logo của bệnh viện em đúng không, đấy em để vào đây logo bệnh viện. Sau đó em sẽ nói là gì, bây giờ em đang một viết một cái bài này, các nguyên nhân dẫn tới bệnh tiểu đường, hay là vì sao tiểu đường ngày càng trẻ hóa đúng không, ví dụ thế. Thì bây giờ mình sẽ đến phần text, mình bắn phần text đây. Text tức là chữ đấy. Đấy. Mình sẽ bắn vào đây. Rồi, mình sẽ ghi là vì sao bệnh tiểu đường ngày càng trẻ hóa, hỏi chấm. Được chưa? Đấy, mình sẽ cho màu nó lên cho nó đậm lên. Rồi xong đấy, sau đó mình sẽ down cái bức ảnh này xuống, phông này vẫn đang hơi hơi nhỏ thì mình enter nó xuống, mình cho nó to lên, phông to lên một chút. Ok. Đó, được không, em thấy như thế là bức ảnh này em dùng minh họa đã được chưa? Được rồi thầy ạ. Đấy, nó rất là đơn giản đúng không, nó rất là đơn giản. Vâng. Thầy dạy cái cách làm như này nó rất là đơn giản. Em có thể mua cái gói phần mềm Canva trả phí nếu muốn, còn đây là cái gói miễn phí. Sau em bấm tải xuống dạng ảnh đấy, sau đó em sẽ up lên fanpage của em kèm theo cái bài viết là xong nhá. Đây thì công cụ Canva này, và một số các công cụ chỉnh, các app chỉnh sửa ảnh. Đấy, hoặc là tốt nhất nếu được thì em học Photoshop nữa. Đấy, em học Lightroom nữa, thì đấy là những cái công cụ mà rất là tốt cho việc làm hình ảnh. Tuy nhiên thì những cái công cụ này nó học nó hơi vất và nó tốn thời gian. Tiếp theo là về định dạng video đúng không, thì em có thể sử dụng điện thoại di động của mình hoặc là máy quay của cơ quan, em đề xuất là mua nếu em muốn. Đấy, thì trong cái phần ngân sách ở đây này, trong cái phần ngân sách thầy có nói chuyện đấy. Đấy là ví dụ mình có thể mua phần mềm, đấy là mua phần cứng, mua phần mềm. Đấy, chẳng hạn như là tìm ảnh,
thì nó có những cái trang như là trang Freepik như này, nó có rất nhiều những cái trang bán ảnh, và ảnh này em muốn tải em phải mất tiền. Ví dụ như em tải cái từ diabetes đấy, thì nó có rất nhiều ảnh ở đây, mình không cần phải phải làm, nó có sẵn luôn, ảnh rất đẹp. Thế nhưng mà ảnh này thì mình phải trả tiền, nó chỉ cho mình tải free một hai cái thôi, còn đâu những cái khác mình dùng nhiều hơn là mình phải trả tiền. Hiền hiểu không? Dạ vâng. Mà khi mà mình phải trả tiền thì cơ quan nên trả, và mình mua một cái gói này chẳng hạn như là mấy chục đô hay là mấy đô một tháng, thì mình dùng như thế nó rất là chuyên nghiệp. Đấy, em thấy không, nó chụp ảnh rất đẹp. Thế khi mình tải cái này về thì nó không có cái chữ Freepik này nữa, nó là không có bản quyền, và sau mình gắn logo của mình vào và trang web hoặc là fanpage của mình, những cái hình nó rất là đẹp. Hoặc là nếu mà thực tế thì mình có thể chụp ví dụ như là bác sĩ đi buồng, hay bệnh nhân đi buồng, hay là y tá đi buồng, hay trực tiếp em đi buồng, thì lúc mà bác sĩ thăm khám ấy, thì em sẽ chụp đấy, em chụp những cái ảnh gọi là bác sĩ thăm khám bệnh nhân đấy, quá trình điều trị bệnh nhân đấy, rồi thì những cười của họ đúng không ạ, nụ cười của họ khi mà họ ra ra viện vân vân, kiểu như thế. Thì video em cũng làm tương tự, em có thể quay sự kiện, em có thể làm video tư vấn, video quảng cáo, video ngắn, hay video nói về sản phẩm dịch vụ, hay là video nói về khách hàng, video khách hàng nói về mình, hoặc là các video về chuyên môn. Em yêu cầu các bác sĩ có thể nói một cái video 5 phút, 10 phút về một cái chuyên môn gì đó. Chẳng hạn như bây giờ làm gì để hạn chế bị lây nhiễm COVID, mặc dù là mọi người vẫn biết rồi, mọi người hoàn toàn vẫn biết điều đấy rồi, chứ không phải là mọi người không biết, nhưng mà vẫn nói, bởi vì nó là cái nội dung truyền thông của fanpage của nhà mình, chứ không phải là mình đi lấy ở chỗ khác về, em hiểu không? Livestream thì em cũng có thể phát livestream. Đấy, em lên lịch phát livestream. Đấy, và em yêu cầu bệnh nhân khách hàng vào xem và đặt câu hỏi, xem đặt câu hỏi và được tư vấn, và từ cái tư vấn đấy xong thì sau buổi livestream thì bệnh nhân sẽ đến bệnh viện để thăm khám đúng không ạ, và giá trị của cái buổi livestream đấy nó vẫn còn tồn tại rất nhiều, bởi vì sau hôm đấy người ta vẫn xem, rồi người ta đánh giá là viện có những cái đổi mới rất tích cực, tiếp cận bà con công chúng rất là dễ, và cái tư vấn chuyên môn của bác sĩ rất là hay. Đấy, thì các em nhà em có sẵn bác sĩ y tá trong tay thì em cứ làm như vậy, mỗi tuần một hai số. Đấy, có lịch của từng người và cần phải có sự chuẩn bị nhá, các bác sĩ thì nhiều khi người ta cũng 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 chưa livestream bao giờ. Đấy, cần có sự chuẩn bị tốt, ví dụ như là chủ đề gì. Đấy, có cần có slide hay không. Đấy. Đấy, rồi thì những cái ai quan tâm thông báo cho người ta vào. Đấy, chứ không bây giờ bác sĩ livestream lên ra mà lại chỉ có vài mắt xem thì người ta cũng chán. Đấy, có quà tặng gì không thì mình có thể yêu cầu các cái nhà thuốc, yêu cầu các nhãn hàng họ đang cộng tác với bệnh viện này, có thể tặng cho họ những một vài cái viên thuốc, một vài cái quà tặng lưu niệm gì đó. Đấy, rồi hoặc là có thể là giảm hoặc tặng phí khám. Thì tất nhiên mình là bệnh viện công thì mình không giảm không tặng được, nhưng mà mình có thể chơi cái bài là mua một tặng một hay mua hai tặng một. Đấy, bây giờ lên đây khám hai bệnh thì chỉ tính phí một bệnh thôi, tư vấn thêm các bệnh khác, cái kiểu kiểu như thế cho nó hợp hợp lý đúng không? Các định dạng audio chẳng hạn như là các cái bài nói để buổi tối thì người ta nghe, em có thể nói được phát âm dạng podcast này. Đấy, có thể phát âm các cái dạng podcast này. Giống như là radio họ nghe vào buổi tối ấy, nhưng mà mình đăng audio lên trên YouTube hoặc là đăng lên trên Facebook hoặc đăng lên web cho họ nghe podcast cũng rất là ok. Tuy nhiên thì thầy không khuyến khích làm audio lắm, bởi vì đã mất công thu âm thì làm video luôn cho nó nhanh mà nó cũng nhìn thấy mình.
Rồi, và các cái định dạng khác em có thể làm. Để làm được những định dạng như ảnh, như video thì bắt buộc em phải có thiết bị phần cứng. Em phải có thiết bị phần cứng như là máy quay, như là iPhone hoặc là máy quay Samsung đời cao, ánh sáng. Nhá, chú ý này. Phải có phần cứng. Cụ thể ở đây là máy quay. Rồi thì máy đèn, đèn hắt sáng, vân vân. Đèn studio đi, để cho cái hình ảnh lên nó đẹp một chút, nó mượt mà một chút. Chứ nhiều khi hình ảnh trong các cơ quan văn phòng nó hơi hơi mờ. Cũng giống như thầy với em đang ngồi với nhau ấy, nhìn nhau mờ tịt ấy. Đấy. Thì nó có nhiều ánh sáng hơn thì nó sẽ đẹp. Rồi, các nội dung, các chủ đề thì đã phân tích rồi. Chủ đề về sản phẩm, chủ đề về khách hàng, đấy, chủ đề về về bệnh lý, bệnh đúng lý. Không ạ? Chủ đề về cơ sở vật chất. Đấy, chẳng hạn mình khoe cơ sở vật chất của mình hiện đại, máy móc hiện đại. Đấy, chủ đề về cán bộ, y tế. Đấy, rồi thì những cái khác nếu em muốn em đưa vào. Đấy là các chủ đề em có thể chọn. Các phần mềm hỗ trợ cho em này, bao gồm phần mềm viết này, phần mềm chỉnh sửa ảnh, phần mềm chỉnh sửa video. À, ví dụ như các phần mềm hỗ trợ viết thì chẳng hạn như là công cụ Note này hay công cụ Word này, phần mềm dịch tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp này. Có những cái bài viết mà bây giờ em muốn đọc ở nước ngoài nó xịn hơn thì em yêu cầu em có thể sử dụng dịch đó. Hoặc là các phần mềm nói thành văn bản, tức là em phải soạn thảo nhiều thì em nói cho nó nhanh, nó nói nó thành văn bản. Thế nào là phần mềm nói thành văn bản đây, thầy sẽ làm cho em xem nhé. Phần mềm nói thành văn bản này. Xin chào các bạn. Đấy, thấy không? Mình cần có cần đánh đâu, nó sẽ ra luôn. Đấy, các phần mềm nói thành văn bản thì vì thầy dùng MacBook nó có cái phần mềm này thì mình không cần phải soạn bằng đánh máy mà mình nói nó sẽ ra văn bản luôn. Đấy, hoặc là các cái phần mềm như là Google tìm kiếm, đúng không? Google tìm kiếm thì các cái bài viết về bệnh lý thì nhìn chung là các cái bệnh viện khác họ cũng viết, thì mình sẽ tìm, mình lưu lại, mình xếp lại, sau về mình biên tập lại để cho nó khác đi, tránh cái việc là giống như là người ta, mình đi copy của người ta. Thì các cái kỹ năng viết này là mình cần phải được học, không nên copy nguyên si mà mình có thể nên là kết hợp lại. Ví dụ như là mình copy của viện này mình thấy đúng rồi, sau đó mình viết lại, mình mix hỗn hợp nó lại để tạo ra một cái bài viết mới của mình mà không bị mang tiếng là đi sao chép. Đấy, còn tất nhiên yếu tố chuyên môn mình vẫn giữ. Ví dụ như người ta nói là tiểu đường là do gen thì mình vẫn phải khẳng định là tiểu đường là do gen, hay tiểu đường là do quá trình ăn uống quá độ, ăn quá nhiều thì mình vẫn phải giữ, nhưng mà cách mình viết nó sẽ khác đi, cách mình sửa cái ngôn từ đấy đi. Hiền hiểu không? Chứ em vào Vinmec hay em vào Hồng Ngọc em copy hết của người ta, ví dụ thế thôi. Ví dụ thôi, nếu có thì như thế nó sẽ không được hay lắm. Đấy, và nó bị vi phạm cái vấn đề về bản quyền. Đấy, các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh thì thầy cũng đã cho rồi. Các phần mềm chỉnh sửa video thì Canva nó cũng có này, Canva nó cũng có này. Rồi thì ở trên em dùng iPhone đúng không? iPhone thì nó có iMovie ấy, nó có phần mềm iMovie ấy, em cũng có thể chỉnh sửa được. Và nhiều các cái app để chỉnh sửa khác. Em có thể mua các app chỉnh video. Đấy. Ví dụ em quay xong thì em phải chỉnh sáng, em phải bắn tích, em phải giảm âm thanh ồn, em phải cắt những cái đoạn vấp đi, em hiểu không? Thì em mới có được cái video tốt, thì em mới đăng lên, xong em kèm hình ảnh bài viết vào thì nó mới được. Hiểu chưa Hiền? Alo. Em nghe. Ừ. Rồi. Thì rõ ràng các cái phần mềm này thì em phải, thứ nhất là phải tìm này, tải này, mua này và phải học. Đấy. Cũng giống như bác sĩ thì người ta phải học cách xem phim như thế nào, học cách nghe, cách khám như thế nào, cách bắt mạch như nào, thì bây giờ người làm truyền thông thì phải học cách chỉnh sửa ảnh, học cách chỉnh sửa video, học phần mềm chỉnh sửa video, kiểu như vậy.
Tiếp tục đến mục số 5 là các cái làm thời khóa biểu đăng bài. Thời khóa biểu thì em làm như nào? Thì em lập một cái file Excel ra. Em lập một cái file Excel ra như thế này. Đấy. Trong đó thì em bắt đầu em liệt kê ra. Ví dụ như là từ thứ 2 đến thứ 7. Đấy, xong buổi sáng. Đây, thầy làm ví dụ nha. Thầy làm mẫu thứ 2 này. Kéo dẹt. Thứ 6, thứ 7, thứ 8. Ok. Rồi, chủ nhật. Đấy, đây thầy nói thí dụ. Đấy, buổi sáng. Đấy, buổi chiều. Buổi tối. Được chưa? Một ngày có 3 ca. Mình không làm việc buổi tối. Nhưng mà mình không làm việc chủ nhật. Nhưng mà khách người ta vẫn đọc. Hiền hiểu không? Cho nên mình vẫn đăng và mình để cái chế độ là đăng tự động. Đấy, thế bây giờ dụ sáng thứ 2. Em đăng bài gì? Đấy, thậm chí em có thể cho ngày tháng vào đây. Đấy, em cho ngày vào đây. Thì mỗi một tuần nó sẽ đổi ngày. Hôm nay là thứ 6 của ngày 10, mùng 5 tháng 11. Ok. À, thế thì ví dụ như sáng nay thầy sẽ đăng một cái bài là vì sao bệnh tiểu đường ngày càng trẻ hóa. Rồi. À, đây là cái chủ đề mà thầy sẽ đăng của ngày hôm nay. Tất nhiên là với điều kiện là cái kế hoạch này thầy đã lên từ đấy từ trước đó rất nhiều. Hiền hiểu ý thầy không? Thầy đã lên kế hoạch này cho cả tháng rồi. Thế thì ví dụ như một ngày em cần đăng bao nhiêu bài, em cần thống nhất với cơ quan, có thể một ngày đăng một bài thôi, hay là hai bài thôi, hay là ba bài. Nếu một ngày mà đăng một bài thì hôm nay em đã xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà nếu một ngày em định làm với sếp em đăng hai bài, thì buổi chiều em sẽ có một cái bài đấy là các nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường. Ok. Thế thì chiều nó sẽ có một bài như thế này. Tối. Đấy, tối em lại muốn đăng một bài nữa. Đấy, thì buổi tối em lại đăng là gì? Các biện pháp phòng tránh biến chứng tiểu đường. Biến chứng tiểu đường, ví dụ thế. Ok. Xong. Vậy đây là cái bài em muốn đăng. Đây là cái chủ đề em muốn đăng, nhưng cái bài đấy đâu? Thì cái bài đấy em đã phải có sẵn cái bản Word rồi. Đấy, thậm chí là em phải có là link ở đây này. Link này. Ví dụ link em sẽ làm trên Google Docs. Thầy dạy cách là em sẽ làm trên Google Docs. Có biết dùng không? Em chưa dùng bao giờ. Rồi, Google Docs là như thế này nhá. Rồi, em vào trình duyệt lên. Em vào địa chỉ docs.google.com. Đấy. Đây này, docs.google.com. Em tạo Google Docs ra. Đấy, đây là bài nhìn thầy làm này, thầy làm rất là nhanh này. Vì sao tiểu đường ngày càng trẻ hóa? Vứt vào đây. Thì đây chính là bài mình sẽ viết. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi tìm vì sao tiểu đường ngày càng trẻ hóa. Enter xem nó có không. Đây, có đây rồi. Đấy, có một ông đây. Trẻ hóa tiểu đường kiểm soát bằng cách nào? Thế mình sẽ copy. Mình sẽ copy. Tất nhiên là như thầy nói là mình sẽ không lấy nguyên si của người ta. À, nhưng mà mình sẽ copy để mà mình về mình tham khảo. Dương Hiền hiểu ý không? Và đây là của bên Melatech. Họ làm sale để họ xét nghiệm cái dịch vụ đường của họ. Đây, mình vứt vào đây. Giả sử như bài này mình đã viết xong, đã edit xong. Đấy. Thế giả sử đây là bài này mình đã viết xong rồi. Lấy link. Đấy, đây mình lấy link. Share link. Copy cái link này. Đấy, và mình cho vào đây. Đó, Hiền hiểu chưa? Rồi ạ. Thì như vậy nhá, em sẽ thấy là nếu như một ngày em đăng 2 bài và một tháng em cần đăng 60 bài. Và em làm trước luôn, ví dụ tháng 10 em làm cho tháng 11, tháng 11 em làm cho tháng 12 thì em làm content cực kỳ là xịn luôn. Sếp của em sẽ vô cùng hài lòng bởi vì là em làm sẵn hết rồi. Tức là chỉ có đến ngày đến giờ là em đăng thôi. Thậm chí em còn đăng sẵn lên trên fanpage hết rồi. Em bật sáng là 9 giờ sáng nó sẽ đăng, trưa là 2 giờ chiều nó đã sẽ đăng, tối là
8 giờ tối nó sẽ đăng. Em bắn sẵn 60 bài, em đặt lịch như thế. Nhưng với điều kiện là em phải có 60 bài, và 60 bài này em sẽ có 60 đường link. Thế sau đó thì em sẽ chỉ gửi cho sếp cái file Excel này. Dạ, báo cáo sếp đây. Tháng 11 em kế hoạch của em định làm thế này, tháng 12 em định làm này. Đầy đủ tất cả các bài có nội dung. Sếp duyệt đi. Thế sếp đọc 3 4 bài sếp thấy tốt thì ok. Thậm chí trong cái bài đấy hình ảnh minh họa như nào em cũng dùng luôn đấy. Chẳng hạn đây cậu bé này em không muốn dùng thì em sẽ dùng cậu bé khác, em lấy hình ở trên mạng em đưa vào, em gắn logo vào. Hiền đã hiểu cái cách thầy làm chưa? Rồi ạ. Cách này thực sự là dành cho dân rất là chuyên nghiệp, dân làm content, và hầu như thì mình đánh giá là rất nhiều bạn đi chăm sóc fanpage hay chăm sóc website hay kênh YouTube hay đa nền tảng của các cơ quan doanh nghiệp rồi công ty thì mọi người đều là ăn đông, tức là mọi người không hề chuẩn bị cái thời gian biểu hay thời khóa biểu đăng bài và chuẩn bị sẵn. Thế nếu mà mình làm sẵn như thế thì rất là tốt. Tất nhiên mình sẽ vẫn sẽ có những cái nội dung theo cái dạng là trending. Thế nào gọi là nội dung trending? Nội dung là xu hướng. Thí dụ như ngày hôm nay báo chí nó ầm lên một cái hiện tượng. Thầy nói thí dụ thôi. Giả sử hôm nay báo chí nó nói là có một cái người mà tự dưng là bị một cái bệnh gì đấy rất là mới, bị tử vong. Và mọi người rất là quan tâm đến cái chuyện đó, mọi người rất là lo lắng, Hiền hiểu không? Thì mình có thể là thêm những cái bài viết về cái bệnh lý, về những cái vấn đề mới đấy vào. Chẳng hạn như là bây giờ bà Phương Hằng bà ấy đánh Võ Hoàng Nghiên là thần y chữa bệnh lá tuét, đúng không? Rồi thế thì mình có thể đưa lên trên fanpage của nhà mình, khẳng định về góc độ khoa học y học quốc tế thì là không có cái cách chữa bệnh như vậy, cho nên là bà con cần phải cẩn thận. Ok, thì đấy là cái dạng là những cái chủ đề ăn theo xu hướng, thì những cái chủ đề đấy thì mình không có sự chuẩn bị được, và mình sẽ làm theo kiểu nào, một tuần hai tuần mình có thể có 1-2 bài ăn theo, bởi vì những cái bài ăn theo như vậy rất là tốt, cái lượng xem, lượng đọc, lượng quan tâm rất là cao. Hiền hiểu không? Còn đâu là mình chủ yếu là mình sẽ làm dạng là dạng có kế hoạch như thế này. Thế thì ngày mai là thứ bảy đúng không ạ? Vẫn tiếp tục. Nếu mà cái tuần này của em series này là nói về tiểu đường thì ngày mai em lại tiếp tục là ví dụ như là thực phẩm tốt dành cho người tiểu đường. Đấy, cũng là một dạng bài viết mà mình nói về thực phẩm, nhưng mà nó cũng là một cái phương pháp điều trị, chứ không phải là thuốc mới là một phương pháp điều trị, đúng không ạ? Sau đó lại có link. Tiếp tục nữa là các loại thuốc. Đấy, các loại thuốc trị bệnh tiểu đường tốt nhất hiện nay. Đấy, mở ngoặc 2021, cập nhật mới nhất. Đấy, hay là phương pháp lấy máu, đúng không ạ? Phương pháp lấy máu hay là tự thử máu tại nhà, vân vân. Đấy, chủ nhật em lại có một cái chủ đề khác, nếu mà nó sang tuần mới em lại chủ đề về thai sản chẳng hạn, thì em lại nói về là gì, phương pháp thụ thai trong ống nghiệm, rồi mổ đẻ có tốt không, rồi sinh non có ảnh hưởng gì không, tại sao phải khám tiền hôn nhân, rồi tại sao phải khám thai định kỳ, loại bỏ dị tật như thế nào, vân vân, kiểu như đấy. Rất nhiều. Em viết, em copy, em sao chép, em biên tập lại. Em yêu cầu bác sĩ chuyên khoa viết, em yêu cầu chuyên gia viết theo cái gọi là kế hoạch của bệnh viện, của giám đốc. Được chưa? Cuối cùng, để nốt phần này, sau đó thì chúng ta cũng nghỉ ăn trưa thôi. Hai thầy trò mình. Rồi, em hiểu ạ. Rồi. Bây giờ là em sẽ thiết lập các chỉ số đo lường và đánh giá, đúng không? Thế thì những cái chỉ số đầu tiên là chỉ số công việc. Công việc ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ một ngày đăng mấy bài. Và lời khuyên của thầy là em nên đăng ký với cơ quan là một ngày đăng 2 bài. Nhưng em luôn luôn làm thành 3 bài. Em đừng đăng ký 3 bài và có ngày em đăng 2 bài. Đấy là cái mẹo. Tức là để cho thấy rằng là
mình luôn làm nhiều hơn cái thứ công ty mong muốn, cơ quan mong muốn. Nhưng không nhất thiết là ngày nào cũng phải đăng. Nếu mà em đặt là một ngày một bài thì có ngày em 2 bài, ngày 3 bài thoải mái, nhưng mà không phải là 1 tuần 2 tuần em mới mới đăng, không phải là ngẫu nhiên mà nó phải là có kế hoạch, và kế hoạch đã được lên trước và kế hoạch đã được kiểm duyệt nhá. Một ngày đăng mấy bài, 2 bài hay 3 bài nó do em quyết định và sếp quyết định. Rồi bài gì, chủ đề gì thì chúng ta sẽ biến nó thành thời khóa biểu, hoặc là mình gọi là lịch trình đăng bài. Ok, đăng vào giờ nào? Đấy, chẳng hạn như sáng sáng thì em đăng lúc nào, chiều em đăng lúc nào, và tối em đăng lúc nào. Tại sao lại đăng tối? Em phải thuyết phục sếp là tối có lượng người đọc rất là cao, cho nên là em đặt cái chế độ là đăng tự động. Thế rồi còn phải có người trả lời nữa. Khi mình đăng lên rồi người ta hỏi comment, anh ơi, chị ơi, bác sĩ ơi, cho tôi hỏi, tôi bị thế này thế kia, thì phải có người trả lời. Đấy, thì cũng sẽ phải có phân công. Đấy. Trả lời tin nhắn. Đấy, rồi thì bình luận. Đấy, và chuyển đổi khách hàng. Ví dụ như họ họ comment như vậy thì mình bảo vâng, mời bác sáng mai 8 giờ đến phòng khám này, hay đến gặp bác sĩ kia. Đấy, ở chuyên khoa này, chuyên khoa nọ, thì là để chúng tôi khám xét cho bác. Thì như vậy là mình phải chuyển đổi. Đấy. Công việc một ngày đăng mấy bài, đăng gì. Rồi tiếp theo đấy là mình đăng bài ấy, thì là mình còn phải chuẩn bị bài cơ mà, đúng không? Mình nói là mình đăng 2 bài nhưng mà mình phải chuẩn bị bài. Đấy, bây giờ mình đo lường, đánh giá. Thế thì mình sẽ đánh giá cái gì? Ví dụ thứ nhất là số like hay còn gọi là thích của fanpage tăng bao nhiêu, thì hàng tuần hoặc hàng tháng em sẽ phải thống kê cho sếp là đây nhá, em sẽ nhận của sếp. Bây giờ page của sếp đang có 5.000 like thôi, nhưng mà từ lúc em làm là bây giờ page nó lên đến 10.000 like rồi. Có hiểu ý mình không? Alo. Có Rồi. tăng lượt tương tác là Chưa, like nó là một cái, số like nhá, hay là thích cho fanpage. Thì em sẽ thống kê cho sếp biết là hàng tuần tăng bao nhiêu, hàng tháng tăng bao nhiêu. Đấy, thống kê tăng hàng tuần, hàng tháng. Ok, tiếp tục. Đấy, là cái lượt tương tác tự nhiên. Lượt tương tác tự nhiên thì bao giờ nó cũng báo, Facebook nó cũng thống kê cho mình là tuần vừa qua là tiếp cận được bao nhiêu lượt, tiếp cận được bao nhiêu lượt, thì mình cũng sẽ thống kê, mình báo cáo. Và chuyển đổi thì chuyển đổi được bao nhiêu khách hàng. Đấy, rồi thì số lượt bình luận, ví dụ thế, số lượt inbox hoặc là bình luận comment là thu được là bao nhiêu, mình cũng báo cáo cho, báo cáo tuần, báo cáo tháng để đánh giá cái kết quả mình làm. Lượt tiếp cận này, lượt bình luận này, lượt chia sẻ này, hỏi thăm khám này, ví dụ thế. Ok, bỏ cái này đi. Xong, và sau đó thì tháng sau mình lại tiếp tục, mình lại nâng cao cái chỉ số này lên, lại nâng cao cái chỉ số này lên. Ok, thì đây là cái phần mà cái quy trình và cái cách thức để các bạn có thể chăm sóc một cái fanpage nói chung, một cái website tương tự như vậy, hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội. Và trong trường hợp này tôi đang hướng dẫn cho Hiền là cái chăm sóc fanpage của cơ quan là một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh về cái quy trình, thì em sẽ phải chi tiết hóa nó hơn. Ok, bây giờ em có câu hỏi nào không? Em đang muốn hỏi một chút về lúc nãy thầy cũng có dạy về cái Google để viết viết bài á.
Thì cái này em tải về xong rồi em thao tác thì thầy hướng dẫn lại em cái đoạn đấy một chút được không ạ? Google để viết bài là như nào nhỉ? Cái chỗ dịch đấy á, cái chỗ mà dịch dịch bài hay là Cái sao đó ta? cái gì? Dạ vâng ạ.